Dựa vào danh sách sơ bộ và phong độ của các cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trong lần này để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, chúng ta có thể đưa ra những dự đoán về đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam, qua đó so sánh tương quan lực lượng với đội tuyển Thái Lan ở trận đấu được trông chờ nhất ở vòng loại World Cup 2022 tại bảng G. Hãy cùng điểm qua đội hình mà có thể được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng trong lần này. Ở vị trí thủ môn thì Đặng Văn Lâm trong hơn một tháng gần đây đang có phong độ rất cao trong khung gỗ của Muang Thong United. So với Nguyên Mạnh thì rõ ràng thủ thành Việt Kiều có nhiều lợi thế hơn về thể hình và đặc biệt là sự am hiểu về phong cách cũng như là lối đá của các cầu thủ Thái Lan. Ở hàng trung vệ thì có Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Dũng. Trong bối cảnh mà Đình Trọng vẫn còn tập để phục hồi chấn thương thì bộ ba trung vệ tốt nhất mà thầy Park đang sở hữu chính là Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Dũng. Đây là những cái tên từng gắn bó với nhau qua nhiều giải đấu quốc tế lớn. Gần nhất thì trong trận đấu với chính đội tuyển Thái Lan tại King Cup 2019, ba trung vệ này cũng đã góp mặt. Ở hàng hậu vệ thì phía phải sẽ có Văn Thanh. Trọng Hoàng vắng mặt và Văn Thanh sẽ là phương án thay thế hợp lý cho vị trí hậu vệ biên phải. Đây là vị trí sở trường của cầu thủ gốc Hải Dương và anh từng được xem là hậu vệ phải hay nhất Việt Nam cho đến thời điểm anh bị dính chấn thương giữa năm 2018. Tuy nhiên Văn Thanh vẫn cần phải nỗ lực vì trong thời gian qua anh vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất của mình. Hậu vệ cánh trái thì Hồng Duy sẽ là gương mặt xứng đáng để thay thế Văn Hậu ở hành lang cánh trái. Đã rất nhiều giải đấu qua, Hồng Duy luôn là phương án dự phòng cho hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội. Tuy không có thể hình lý tưởng như người đàn em, nhưng Hồng Duy rất am hiểu triết lý của thầy Park và đặc biệt nguy hiểm trong những pha leo biên tấn công. Ở vị trí tiền vệ trung tâm thì có thể kể đến Tuấn Anh và Đức Huy. Đối đầu với một đối thủ thiện chiến như Thái Lan, rõ ràng hàng tiền vệ sẽ đóng vai trò rất quan trọng để tạo nên một thế trận an toàn và sức bật cho những đòn tấn công hiệu quả. Đức Huy chính là cái tên tối ưu cho vai trò tiền vệ đánh chặn và Tuấn Anh sẽ mang trọng trách tổ chức lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Phía đối diện thì nhiều khả năng huấn luyện viên Akira Nishino cũng sẽ sử dụng bộ đôi chơi cơ động là Sarac Nguyen và Thitiphan Puangchan, cho nên chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng. Trên hàng tiền đạo phía phải thì vị trí của Quang Hải ở hành lang cánh phải gần như là bất khả xâm phạm. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội đang có phong độ cao và liên tiếp lập ra những siêu phẩm từ những quả sút phạt hàng rào đẹp mắt. Ngoài ra anh còn là ngòi nổ cực kỳ quan trọng trong 3 bàn của thầy Park ở những giải đấu vừa qua dựa vào sự khéo léo, nhanh nhẹn và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Phía cánh trái thì có Văn Toàn. Lối chơi đậm chất tốc độ và kỹ thuật của Văn Toàn rất thích hợp để anh được xếp đá tiền đạo lệch trái. Ở trận đấu với chính đội tuyển Thái Lan tại King Cup 2019, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai cũng khiến cho hàng thủ của đội bạn điêu đứng với những pha mở tốc độ thần tốc. Trong thế trận phòng ngự phản công, Văn Toàn sẽ là một mũi giáp công vô cùng lợi hại. Ở vị trí trung phong, hiện tại anh Đức không có sự ổn định trong màu áo của BKMX Bình Dương. Tuy nhiên, mỗi lần lên tuyển thì anh lại chứng tỏ được phẩm chất sát thủ của mình. Trong danh sách sơ bộ, anh là tiền đạo kinh nghiệm nhất và có đủ sự tinh quái để khiến cho người Thái phải ôm hận. Chính Đức Eto là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp cho đội tuyển Việt Nam hạ gục voi chiến ở bán kết King Cup 2019 tại sân Chang Arena của Buriram United. Nhận định về bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á thì huấn luyện viên người Anh Steve Darby cho biết rằng là đội tuyển Việt Nam có đủ thực lực để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên vị chiến lược gia này cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cần phải sớm lên kế hoạch để hiện thực hóa giấc mơ World Cup vào năm 2026. Theo như chia sẻ của vị huấn luyện viên này với báo chí Việt Nam thì đây là đội tuyển Việt Nam tốt nhất từ trước tới nay mà tôi từng xem. Tốt hơn cả thế hệ cầu thủ trước đây với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Bảo Khanh và Công Vinh. Đội tuyển Việt Nam hiện nay được tổ chức tốt và rất có kỷ luật trong lối chơi. Nếu như đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ được tính tổ chức tích cực ở trong lối chơi thì họ sẽ có cơ hội rất lớn để vượt qua vòng loại thứ 2, tiến đến vòng loại thứ 3 của World Cup. Tôi nghi ngờ về khả năng tạo nên bất ngờ ở vòng cuối nên đi đến vòng loại tiếp theo là mục tiêu thực tế nhất đối với đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, ngay từ lúc này, các bạn cần lên kế hoạch và thực hiện cho mục tiêu lớn ở kỳ World Cup 2026 khi số lượng đội được phép tham dự vòng chung kết được tăng lên thành 48 đội. Tại vòng loại World Cup 2022,
đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây đều là những đối thủ ngang bằng về trình độ so với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu như thi đấu đúng thực lực thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành tối đa điểm số từ các đối thủ ở Đông Nam Á, cũng như là cầm chân được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để giành vị trí nhất bảng hoặc nhì bảng có thành tích tốt nhất. Lịch thi đấu cũng có phần có lợi thế cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo khi chạm trán Thái Lan ở trận mở màn vào ngày 5 tháng 9. Sau đó đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Malaysia, Indonesia và trận cuối lượt đi là gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Bên phía đội tuyển Thái Lan thì huấn luyện viên Akira Nishino cũng đã công bố danh sách sơ bộ nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Một điều rất đáng chú ý đó là vị huấn luyện viên này chỉ triệu tập đúng 2 tiền đạo trong khi có tới 16 tiền vệ. Chân sút dày dạn kinh nghiệm là Terasin Dangda cũng vắng mặt trong danh sách này. Báo chí Thái Lan cho rằng ông Akira Nishino có lẽ là muốn làm mới đội tuyển Thái Lan. Nhà cầm quân này được cho là sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật với số 9 ảo để đánh bại đội tuyển Việt Nam. Việc huấn luyện viên Akira Nishino triệu tập nhiều tiền vệ đã làm rõ ý đồ đó. Chung quan điểm này thì tờ báo thể thao châu Á Fox Sports Asia cũng nói rằng truyền thông khó hiểu với lựa chọn của ông Akira Nishino. Thái Lan vẫn còn nhiều cầu thủ xứng đáng được lên tuyển, nhưng mà ông Akira Nishino thì lại tính đến phương án dùng số 9 ảo, tương tự điều mà ông từng làm với đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018. Lúc này thì Supachai Zaidet có thể đá với vai trò giống như là Osako của đội tuyển Nhật Bản. Ý tưởng này cũng khá táo bạo, nhưng ông Akira Nishino không còn sự lựa chọn nào khác. Sơ đồ chiến thuật với số 9 ảo ngày càng trở nên phổ biến trong bóng đá hiện đại. Người đóng vai trò số 9 ảo là một tiền đạo chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công nhưng lại thường xuyên lùi sâu để tham gia vào lối chơi chung của toàn đội. Có thể kể đến Lionel Messi, Eden Hazard hay là Roberto Firmino là những cầu thủ hàng đầu thế giới khi thi đấu ở vai trò số 9 ảo. Truyền thông Thái Lan tin rằng là sơ đồ chiến thuật với số 9 ảo sẽ là một sự lựa chọn hợp lý của ông Akira Nishino vào thời điểm này. Những tiền đạo nội của voi chiến đang hoàn toàn lép vế tại Thái Lịch. Chân sút kỳ cựu như là Terasin Dangda cũng chỉ có được duy nhất 4 bàn thắng kể từ đầu mùa giải đến giờ. Dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Akira Nishino đang có trong tay ngôi sao Chanathip Songkrasin, cầu thủ có biệt danh là Messi Thái với khả năng tạo đột biến rất cao. Đây là cái tên hứa hẹn sẽ hoàn thành nhiệm vụ số 9 ảo mà ông Akira Nishino kỳ vọng. Tốc độ, sự khéo léo và kỹ năng săn bàn là những gì mà Chanathip đều hội tụ đầy đủ. Bên cạnh Messi Thái thì đội bóng xứ sở Chùa Vàng cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào tiền vệ 19 tuổi là Ekanit Pania. Đây chính là cái tên của Thái Lan ghi nhiều bàn thắng nhất tính đến thời điểm hiện tại với 8 bàn thắng trong màu áo của Chiang Rai United. Vị trí sở trường của Ekanit Pania chính là tiền vệ cánh. Cầu thủ này hứa hẹn sẽ cùng với Chanathip Songkrasin tạo thành bộ đôi tấn công đầy tốc độ của đội tuyển Thái Lan. Như vậy là sau khi công bố danh sách sơ bộ các tuyển thủ sẽ góp mặt trên đội tuyển Thái Lan dự vòng loại World Cup 2022, thì huấn luyện viên Akira Nishino đang phải chịu rất nhiều áp lực trước truyền thông Thái Lan với một câu hỏi chung rằng Thái Lan có thiếu tiền đạo để cho ông Akira Nishino lựa chọn hay không. Báo chí Thái Lan cũng đánh giá về danh sách này của ông Akira Nishino rằng khó đoán kế hoạch của ông Akira Nishino với bản danh sách bị giới hạn này. Bài viết này cũng chỉ ra rằng những dấu hỏi trong cách triệu tập nhân sự của huấn luyện viên người Nhật khi thay vì gọi những cái tên chất lượng cho hàng công thì ông Nishino lại chỉ triệu tập có 2 tiền đạo cắm mà một trong số đó thì gần như là vô danh với người hâm mộ Thái Lan. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Thái Lan, đội tuyển chỉ gọi lên đúng 2 tiền đạo trong danh sách sơ bộ. Con số này rõ ràng là chưa đủ đối với hàng công ngay cả khi chốt danh sách xuống còn 23 cầu thủ. Kể từ khi đảm nhận vị trí người dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thì ông Akira Nishino đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông nước này. Tuy nhiên bản danh sách hành động thực tế đầu tiên của ông thầy người Nhật Bản đã khiến cho tất cả ngỡ ngàng. Chỉ gọi lên vỏn vẹn 2 tiền đạo, nếu nhìn từ góc độ của huấn luyện viên Akira Nishino thì hẳn ông ấy sẽ phải có chút xấu hổ. Chẳng nhẽ Thái Lan lại thiếu những cái tên có thể đá tiền đạo hay sao? Chúng ta có Terasin Dangda, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất và chưa gặp nhiều vấn đề về tuổi tác. Nếu cậu ấy không có tên trong bản danh sách cuối cùng thì hẳn sẽ gây ra sự phẫn nộ trong lòng người hâm mộ. Chúng ta có Apiwat Pendrakon, người đang chơi rất hay ở Thái Lịch với 7 bàn.
Một cầu thủ được ra sân thi đấu thường xuyên, nhiều triển vọng như thế thì lại không được gọi lên tuyển lần này. Một cái tên cũng được tờ báo này chỉ đích danh, đó chính là thần đồng Sunphanat Muenta. Ngôi sao sinh năm 2001 đã góp mặt khi mà Thái Lan thi đấu với Việt Nam ở King Cup nhưng không được triệu tập ở đợt này. Tờ báo của Thái Lan tiếp tục chất vấn rằng ông Akira Nishino thậm chí còn làm ngơ trước thần đồng Sunphanat Muenta. Tài năng trẻ này đang chơi rất hay ở Buriram United và được người hâm mộ Thái Lan ủng hộ. Nhưng ông Akira Nishino thì hẳn cho rằng là cậu ấy quá trẻ để có thể lên tuyển. Thay vào đó, huấn luyện viên người Nhật Bản chỉ gọi lên Subhachai Zaidet đang chơi không quá ấn tượng trong màu áo của Buriram United với 5 bàn thắng. Và Chananan Pombupfa, cầu thủ gần như là vô danh với vỏn vẹn có 1 bàn thắng tại Thái League năm 2019. Đi tìm lời giải đáp cho các quyết định gây tranh cãi của ông Akira Nishino thì bài viết của Thái Lan cho rằng bản danh sách sơ bộ vừa qua là dấu hiệu của hệ thống chiến thuật mới mà ông thầy người Nhật mong muốn áp dụng ở đội tuyển Thái Lan. Ông Nishino hẳn là đang muốn thử nghiệm điều gì đó mới mẻ theo cách riêng của mình. Bằng việc gọi rất nhiều tiền vệ đang có phong độ cao, nhiều khả năng Thái Lan sẽ xây dựng lối chơi dựa trên hàng tiền vệ nhằm phát huy hết những khả năng của các cầu thủ. Các đội bóng trên thế giới cũng xây dựng lối chơi dựa trên những cầu thủ đa năng cho nhiều mục đích. Và Thái Lan sẽ dùng lối chơi gì? Hãy chờ quyết định cuối cùng của huấn luyện viên người Nhật Bản.